Hôm nay mình đi ra cái khe bờ đá này các bạn ạ. Toàn đá là đá thôi. Mình đi mình bắt cua đá này các bạn ạ. Ui, ở đây có một con này các bạn ạ. Ui, trời trời, đây này, nó đang thập thò cái miệng he của nó này các bạn ơi. Ui, con cua to thế. Để mình lấy hết, moi hết cái đá ra các bạn. Để mình bắt con cua này. Nó định nó cắp mình đấy nhưng mà mình bới cái đá ra để mình bắt con cua này các bạn. Nó to lắm. Đây, mình lấy cái kẹp này mình kẹp ra các bạn ơi. Wow, trời trời, to thế các bạn ạ. Màu xanh này các bạn ạ. Nó lẩn trốn ở trong hang của nó kỹ thế các bạn ạ. Mình lôi ra rồi nó lại lại chui vào các bạn ạ. Ui đây rồi. Ui kìa. Đây, không để cho nó chạy vào các bạn ạ. Đây rồi, bắt được một con rồi các bạn ạ. Ui to cái này. Ui nó cắp quá rồi, không có chịu luôn các bạn. Nó vẫn còn nhiều đấy các bạn. Mình đi tìm tiếp xem nào. Đi đi đá ra xem nào các bạn ơi, xem có không. Đấy, có một con cua màu cam ở đây này các bạn ơi. Đây, nó lẩn trốn ở khe đá đấy. Thấy chưa này các bạn ơi. Ui, nó bẩn quá. Wow, mình bắt được rồi, con cua này cũng to này các bạn ạ. Ôi, mình cho vào đây hai con rồi các bạn ơi. Thích thế các bạn ạ. Đấy, đi tìm xem còn con nào nữa không các bạn ơi. Ở đây có hai cái hạt con mắt. Cái gì nó nhồi lên này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi. Quả gì thế này mà nó lại có hai con mắt nó lồi lên thế này các bạn ơi. Ui, mình phát hiện ra một quả này trông giống một con mắc mai đấy các bạn ạ. Wow, hay thế các bạn ơi. Hình như được quả này là quả cam các bạn. Sao lại có hai con mắt này dính ở bên trên này này. Giống con mắc mai nhờ các bạn ơi. Thì mình cho đây các bạn ạ. Wow, ấy, mình nhận được một quả cam có hình hai con mắt này các bạn ạ. Mình cho vào đây nhá, là mình lại đi bắt cua tiếp nhá các bạn ơi. Tìm tiếp xem nào. Đặt ở cái khe đá này đây. Ui, ở bên trong này mình nhìn thấy một con cua các bạn ơi. Ui, mình nhìn thấy chân đây rồi. Mình kẹp không tới được. Để mình lật con đá này ra. Rồi, để mình. Ui, lặng thế. Ao, nặng quá các bạn ơi. Mình không thể lật được con đá này để mình bắt con cua này. Rồi, mình lật nó xuống nhá. Wow, trôi xuống rồi các bạn ơi. Thứ hai thủ to quá. Bắt mãi mới được con cua này. Ui, con này cũng to đấy. Ui, nặng lắm các bạn. Hòn đá cả những hòn to rồi. Wow, ui đâu rồi? Mình nhìn thấy cua ở đây đâu? Ở đây các bạn ơi. Con cua màu xanh lá cây này các bạn ơi. Wow, các bạn có nhìn thấy không? Nó ẩn nấp ở dưới kia đi. Đống đá này bẩn quá các bạn ạ. Đây rồi. Ui, lên đây rồi các bạn ơi. Ui, được ba con cua rồi. Một con bác mai các bạn ạ. Một quả cam giống hình con bác mai thế nhở? Tiếp xem nào. Mình chỗ ra mình nhìn thấy hai con mà các bạn ơi. Mình thử bới xem nào. Vì vừa đá nó vùi lấp đi đâu rồi các bạn ơi. Mình thấy ấy cái này không là nó sạt lở mất. Thì mình giải cứu con cua này. Nó bị mắc kẹt ở dưới này này các bạn ơi. Ui, khổ thân bạn cua quá. Nó bị đống đá bạn vùi lấp đi này. Mình phải bới hết cái này đi các bạn ạ. Đi đâu rồi? Ui đây rồi các bạn ơi, mình thấy cái càng nó đây rồi đây này. Ui, mình thấy cái càng nó đấy. Chà chà. Ui, cái càng nó to chưa này. Đây. Lần trốn ở đây này các bạn ơi. Khôn chưa? Wow, chà chà. Ui, bốn cua màu xanh các bạn ơi. Bẩn quá các bạn ạ. Chui ra xuống khe đá này. Bắt mãi được lên các bạn ạ. Wow, nhiều cua quá các bạn ơi. Năm cua, con cua ở khe đá rồi. Mình đi tìm xem nào. Xem ở dưới cái khe này sao có không. Thật nó đá nó ra các bạn. Mình đi bắt cua ở cái bờ máng nhở. Nó toàn là đá nó trở đến nó lấp đây các bạn. Có đổ đầy đá đây này. Mình giải cứu được bao nhiêu là cua đá nó mắc kẹt ở dưới này các bạn. Xem nào. Ui, mình gặp con đá này ở dưới này có lại có một con cua màu xanh như này các bạn ơi. Ui, con cua này to quá thế nhỉ. Bạn ấy chạy trốn đi đâu mất rồi các bạn ơi. Wow, bạn vừa mới thấy bạn cua màu xanh ở đây. Mình sơ ý một cái là bạn ấy chạy mất rồi các bạn ạ. Thì mình xem nào. Không biết là có chạy trốn ra đây không. Hay thật các bạn. Wow, đây rồi. Bạn ra bạn ấy chạy trốn ra đây này các bạn ơi. Ui, mua hệ ăn cả bánh hay sao. Cũng có vỏ bánh ở đây các bạn. Đây, một bạn cua màu xanh. Ui, hình như bạn này không phải bạn đúng đây các bạn ạ. Bạn cua đúng đây. Mình nhìn thấy càng đều màu xanh hết mà các bạn ơi. Wow, đây rồi. Bạn ấy lần trốn vào trong này các bạn. Ui, mình lấy cái này sợ con hòn đá trên nó rơi xuống đây các bạn. Mình lấy cẩn thận. Wow, đây rồi, ra đây rồi các bạn ơi. Đây, lần đi đâu.
hóa ra chỗ này có hai con cua màu xanh các bạn. Ui thích chưa này, nhiều cua quá các bạn ạ. Chứng tỏ cái bờ mé này rất nhiều cua các bạn ơi. Mình đi mình tìm tiếp xem nào. Ui trời, ui có không, ui ui ở dưới đây lại có một con này rồi. Gỡ hết cái đá ra để mình nhưng cái cục đá to này lên thì mình mới giải cứu được con cua này mắc kẹt ở dưới này các bạn. Ui đây là hai con cua màu cam các bạn ơi. Ui ui lại bò đi đâu đấy. Ui nó lại vào cái hòn đá to rồi các bạn ơi. Bắt mãi mới bắt được, mãi mới tìm thấy được một con, đã lẩn trốn đi rồi các bạn. Hòn đá này to thế để cậy được cái hòn đá to này lên được bây giờ các bạn. Mình lật cái hòn đá này xem nào. Ui nặng thật các bạn ạ. Lật đá. Ui ui ra chưa đây rồi. Nhìn đến đây rồi các bạn ơi. Ui lật mãi mới lên được rồi, mệt quá các bạn ạ. Một bàn cua rất là to này. Ui màu xanh lá cây này đẹp chưa. Ui nhiều quá các bạn ạ. Cố lên nào, cố lên. Ui đây rồi, thấy cua rồi các bạn ơi. Thấy con cua rồi. Để mình đánh hòn đá lên để mình bắt con cua này. Wow. Đấy, nó đang bò đây này. Để mình kẹp con cua này. Ui, mình gắp được rồi các bạn ơi. Cần hòn đá nặng quá các bạn. Đã hết cả mồ hôi ra mới bắt được mấy con cua này các bạn. Ui, cái này không có con nào rồi các bạn. Ui, mình nhìn thấy ở đây có một con cua rồi các bạn. Con đá này nó trôi xuống, nó thở ra này. Ui, các bạn có thấy không? Ui, một con cua màu xanh. Ui, bạn lên công hòn đá này. Ui, chà chà, để mình bắt không, bạn nên đi mất các bạn. Được rồi, để mình thò tay vào mình bắt các bạn ơi. Ui, chạy đi đâu. Nó kẹt quá. Ui, chờ nhé, mình cầm càng ra mình nôi à các bạn. Ui, cầm càng thì sợ nó cắp mình. Con này nó khỏe lắm. Đây rồi, để mình... nhưng cái này ra là không được chạy. Ui, được đấy rồi các bạn ơi, một con cua màu xanh. Ui, ấy nó cắp mình nhanh. Đau thật các bạn, mình phải nhanh tay, không bị nó cắp. Xem ở đây còn con nào không. Ui, dưới những cái hòn đá ra các bạn. Đây còn, ui, đây còn to, không biết là có cua không nhỉ. Wow, chà. Có một con cua màu xanh này các bạn ơi. Đấy, sướng chưa này. Thích thật các bạn. Một buổi chiều đi, tìm cái bãi đá ở bên đường này các bạn ơi. Gặp mình bao nhiêu cua liền. Thích chưa, để mình bắt con cua này. Ui, để mình giải cứu các bạn cua này các bạn ạ. Ui, chà. Nhiều cua quá các bạn ạ. Này, thích thật các bạn ơi. Đi tìm tiếp nhá. Ở đây này các bạn. Mình vừa... ui, tí thì ngã các bạn. Đây, để mình cậy hòn đá này cho các bạn xem. Ui, con gì đây các bạn ơi. Các bạn có biết đây là con gì không? Một con cua màu xanh lá cây đây này. Ui, bạn ấy ẩn mình ở dưới hòn đá. Mình đã cậy lên, mình phát hiện ra được đây này các bạn ơi. Nhiều cua chưa này. Wow, rất là nhiều cua luôn các bạn ơi. Buổi chiều hôm nay ra đây mở đá ở cạnh nhà mình là nhiều cua quá các bạn ạ. Mình đi tìm tiếp xem còn không nhá các bạn nhá. Đây, đây tiếp đến cái hòn này sẽ còn không. Ui khả năng hết rồi các bạn ơi. Khả năng mình bắt hết rồi các bạn. Mình mang cua đi, mang về mua đây các bạn ơi. Thôi mình xin chào các bạn nhá.